chay trường từ lúc đầu năm 2023, là cái lúc đó mình đi tới Phật Pháp chắc cũng được khoảng một năm rồi. Thì mình ăn chay như vậy là ban đầu là mình ăn chay thử, nhưng mà rất là khó khăn ấy, kiểu là ăn chay rất là khó ấy, kiểu ăn xong rồi vẫn thèm ăn mặn ấy, nên là rất là khó. Sau đấy thì đầu hai năm 2023 thì mình quyết tâm một lần nữa mình ăn chay. Thì tại vì là lúc đó mình có xem phép, có nghe phép của Hòa Thượng Tuyên Hóa, thì ngài bảo là ăn thịt của chúng sanh thì cũng giống như là thịt người vậy. Thì nghĩ là cũng đúng, tất cả những chúng sanh luân hồi sanh tử thì kiểu có duyên với mình hay là sao đấy, nói chung là mọi con vật đều bình đẳng ấy. Nên là mình cũng cảm thấy đúng, thì nhưng mà lúc đó thì vẫn chưa ăn chay. Sau đấy thì nghe nhiều phép của các vị nói về việc ăn chay, rồi nói về việc ăn chay rồi những cái việc mà lợi ích rồi tác hại của nó. Rồi sau đấy thì mình quyết tâm là mình ăn chay luôn. Thì mình ăn chay vào đầu năm 2023, đến giờ thì chắc cũng được 4 tháng rồi. Thì kinh nghiệm của ăn chay của mình thì cũng không có nhiều, nói chung là cứ quyết tâm ăn chay, với lại xem những cái lợi ích của việc ăn chay ở trong Phật Pháp ấy. Rồi xem những con vật bị giết rồi, bị giết hại rồi, kiểu là khi mà xem những cái con vật bị giết hại cho mình ăn ấy, thì mình sẽ cảm thấy áy náy hơn. Rồi xem những cái tác hại của việc mà ăn thịt chúng sanh ở trên mẹ về Phật Pháp ấy, mình thấy rất là hay. Đó thì cứ xem nhiều như vậy rồi tự nhiên tâm của mình nó cứ thôi thúc mình việc ăn chay. Rồi sau đó đến một ngày tự nhiên là quyết tâm ăn chay là sẽ ăn chay được luôn. Thì đó là kinh nghiệm của mình thôi. Còn khi mà ăn chay thì khi mà ăn chay như vậy ấy, thì mình cũng thấy là người của mình nó nhẹ hơn, nó nhẹ nhàng hẳn. Nói chung là cảm giác là khi mà nhìn những cái con vật, rồi những con động vật ấy, thì mình thương nó sâu, chứ mình thương nó rất là nhiều. Cho nên cảm thấy tâm của mình nó bình đẳng đối với các loài vật ấy. Thì là rất là thương luôn, thương rất là thương, mở lòng ra với những cái con vật mà trước giờ mình rất là vô tâm với chúng, nó không có để ý chúng. Nhưng mà sau khi mà ăn thịt rồi thì cái tâm từ của mình nó cứ như nó rộng ra, để từ từ thương các con vật nhiều hơn, rồi nhẹ người hơn, cảm thấy người nó không bị nặng. Với lại khi mà ăn chay nhiều mà tự nhiên chuyển sang ăn mặn sẽ cảm thấy nó cứ ớn ớn sao, hầu như ai cũng bị như vậy. Hầu như khi mà ăn chay xong rồi mà nhìn các món đồ ăn mặn nó xong sẽ cảm thấy khá là ớn, kiểu là khó ăn ấy. Đây là những ai mà ăn chay rồi thì sẽ cảm thấy ăn chay rất là ngon luôn, ngon hơn đồ ăn mặn rất là nhiều, là cảm giác là không có muốn ăn đồ ăn mặn lại nữa. Rồi thêm nữa thì khi mà ăn chay nó nhẹ nhàng hơn như vậy thì làm cho tâm thương yêu các con vật hơn so với lúc ban đầu. Và mình biết được thì ăn chay cũng rất là tốt cho cái việc mà mình tu tập nữa, tâm mình nó sẽ kiểu nhẹ nhàng hơn ấy. Đây là thật sự là nếu như mà mọi người mà có ý thức ăn chay thì nên ăn chay đi, ăn chay vừa bảo vệ được môi trường này,
vừa cái việc đó cũng như là mình tạo phước luôn, mình tạo phước từng ngày qua từng cái bữa ăn của mình luôn, mình đang tạo phước phóng sinh luôn ấy, rồi giúp cho thế giới hòa bình hơn khi mà qua cái luật nhân quả em, mà thôi khi mà các chúng sanh không bị giết hại cho mình ăn ấy, thì sẽ bớt đi nghiệp sát, thì nó sẽ giảm giảm cái phần nào cái việc chiến tranh nó xảy ra hay là những cái đại dịch gì đó đấy nó xảy ra. Rồi ăn chay rất là có lợi ích cho sức khỏe, không có phải là ăn chay là thiếu chất, không có việc đó đâu, cái đó giống như là cái sự hiểu nhầm từ trước đến giờ của rất là nhiều người ấy. Ha ha ha, Bun Sam Mo Di So ha.